Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 30 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và tặng quà công nhân viên làm việc tại dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hưng Yên. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu cho các đảng viên cao tuổi Đảng. Đảm bảo sức khỏe phòng chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán. Đón nhận quân nhân hoàn thành nhiệm vụ quân sự trở về địa phương, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng nhận quân nhân vào làm việc. Quất cảnh Văn Giang được tiêu thụ tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Công an tỉnh khởi tố đối tượng đăng tải các video chống phá Đảng và Nhà nước. Chiều nay, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm và làm việc với tỉnh Hưng Yên. Đón tiếp đồng chí Trương Tấn Sang có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên qua các thời kỳ, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dâng hương tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Tấn Sang và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta. Cả cuộc đời Người đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất. Dâng hương tại khu mộ thân phụ, thân mẫu của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và nhà lưu niệm Trung tướng Nguyễn Bình tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, đồng chí Trương Tấn Sang và các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và dân tộc ta, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Tại buổi gặp mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa báo cáo với đồng chí Trương Tấn Sang những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong năm 2023, những mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2024. Năm 2023, thu ngân sách của tỉnh đạt hơn 33.000 tỷ đồng. Hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu được đầu tư và ngày càng hoàn thiện. Nhiều tuyến đường giao thông quan trọng đang được xây dựng và hoàn thiện, tạo thuận lợi phát triển kinh tế xã hội và thu hút các dự án đầu tư lớn. Trọng tâm là phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án đầu tư quy mô lớn, hình thành hệ thống đô thị hiện đại. Cùng với đó, tỉnh luôn quan tâm đến đảm bảo an sinh xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Đồng chí Trương Tấn Sang vui mừng trước những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên trong năm qua. Đồng thời, mong muốn Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, sáng tạo, cần cù trong lao động, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, chú trọng gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hưng Yên sang năm mới an khang thịnh vượng, tiếp tục đạt và vượt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, tiếp tục đưa tỉnh Hưng Yên phát triển ngày càng giàu mạnh, văn minh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đã đi thăm và tặng quà, động viên các công nhân viên, người lao động đang làm việc tại dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn đi qua địa bàn xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Phó trưởng ban chỉ đạo dự án và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đi thăm và tặng quà động viên các công nhân viên, người lao động tại vị trí giao cắt giữa tuyến đường vành đai 4 với đường huyện DH22, km 74 250, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư 195 trên 230 ha đạt 85%, đã di chuyển được 3.587 trên 4.239 ngôi mộ đạt gần 85%, xây dựng 11 khu tái định cư và 7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang, số vốn đã giải ngân đạt 100%. Qua 2 tháng triển khai thi công dự án thành phần 202, nhà thầu Lizen đã huy động nhân lực, máy móc tổ chức 4 mũi thi công đường, bóc đất hữu cơ lên khuôn đường khoảng gần 70.000 trên 794.000 mét khối, đắp cát khoảng 60.000 trên 727.000 mét khối. Tiến độ thi công cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao 100 suất quà tặng công nhân người lao động đang làm việc tại dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Đinh Tiến Dũng đánh giá cao công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
đồng thời chia sẻ những khó khăn mà đơn vị nhà thầu trong quá trình thi công dự án. Đồng chí ân cần hỏi thăm sức khỏe và ghi nhận biểu dương những nỗ lực của lực lượng công nhân đang trực tiếp thi công tại công trình. Đồng thời bày tỏ vui mừng khi dự án đang được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí chúc các công nhân, người lao động đang trực tiếp thi công tại công trình đón một mùa xuân an khang, thịnh vượng, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Đồng chí lưu ý với đơn vị nhà thầu thi công tiếp tục bám sát công trình, bố trí nhân lực, vật lực đầy đủ để đẩy nhanh tiến độ thi công, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong thực hiện các hạng mục thi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 và đón Tết cổ truyền Xuân Giáp Thìn, chiều qua đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt mùng 3 tháng 2 và tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người có công và đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Văn Lâm. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đến trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Vũ Đức Hưởng, 97 tuổi sinh hoạt tại chi bộ thôn Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh và đảng viên Phạm Văn Nguyệt, 95 tuổi sinh hoạt tại chi bộ thôn Thọ Khang, xã Tân Quang. Tặng quà Tết đảng viên cao tuổi Đảng Lê Văn Tiền, 96 tuổi, huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại chi bộ thôn Đại Bi, xã Đại Đồng. Tặng quà Tết thương binh hạng 4/4 Nguyễn Xuân Thắng, thôn Tân Nhuế, xã Lạc Đạo. Tặng quà Tết cháu Nguyễn Đinh Hà Linh tại thôn Tân Nhuế, xã Lạc Đạo. Cháu Hà Linh là trẻ mồ côi, hiện cháu ở với ông bà ngoại. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đến tặng 40 suất quà Tết cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bao bì Việt Hưng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe các đảng viên cao tuổi Đảng, gia đình chính sách. Đồng chí chúc các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đảng viên cao tuổi Đảng luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Văn Lâm tiếp tục quan tâm thường xuyên hơn nữa đối với các đảng viên cao tuổi, gia đình chính sách, người có công. Đồng chí chúc các gia đình đón xuân mới Giáp Thìn an khang thịnh vượng. Đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã về thăm tặng quà hai đảng viên 60 năm tuổi Đảng Nguyễn Văn Giới, thôn Yên Lão, xã Nghĩa Hiệp và Luyện Ngọc Tân, thôn Ngọc Tỉnh, xã Ngọc Long. Cả hai cụ đều là đảng viên gương mẫu có nhiều đóng góp cho đơn vị khi còn công tác và cho sự nghiệp phát triển của địa phương khi về hưu. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao quà của tỉnh cho hai đảng viên, ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc đảng viên và gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc. Đồng thời mong hai cụ giữ gìn sức khỏe, động viên con cháu phát huy truyền thống của gia đình, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Ngô Thế Kỷ ở chi bộ thôn Mão Xuyên, Đảng bộ xã Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Giang, chi bộ thôn Bình Trì, Đảng bộ thị trấn Ân Thi. Đồng chí Tô Thành Quyết ghi nhận công lao và sự hy sinh phấn đấu liên tục bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng quê hương đất nước và đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Nhân dịp này, đồng chí Tô Thành Quyết trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho đảng viên cao tuổi Đảng và gia đình người có công tiêu biểu và công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại công ty Format trên địa bàn huyện Ân Thi. Công an tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức gặp mặt chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh đã thông tin nhanh tình hình công tác bảo đảm giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong đó khẳng định năm 2023 dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, công tác phát triển kinh tế xã hội nói chung, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự nói riêng trên địa bàn đã có sự phát triển mạnh mẽ sâu sắc. Trong những kết quả thành tựu ấy có sự đóng góp quan trọng của các vị chức sắc và đồng bào các tôn giáo. Đại diện chức sắc các tôn giáo đã bày tỏ vui mừng phấn khởi, tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa, góp phần tạo điều kiện để các tôn giáo được giao lưu chia sẻ, qua đó tạo sự đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân xây dựng Hưng Yên ngày càng phát triển nhanh và bền vững.
Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác đảm bảo y tế dịp Tết Nguyên đán năm 2024 tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ. Cùng dự có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kiểm tra công tác đảm bảo y tế dịp Tết Nguyên đán tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị trung tâm thực hiện trực Tết nghiêm túc, đảm bảo ứng trực đầy đủ, sẵn sàng cứu chữa người bệnh, đảm bảo an ninh an toàn trong đơn vị, chủ động vật tư hóa chất, thuốc, chăm lo động viên vật chất tinh thần đối với lực lượng trực Tết tại đơn vị, hỗ trợ tốt cho những bệnh nhân đón Tết Nguyên đán trong bệnh viện. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao tặng 100 suất quà Tết tặng các gia đình chính sách hộ nghèo xã An Viên. Mỗi suất quà gồm tiền mặt 500.000 đồng và bánh kẹo, nhu yếu phẩm cần thiết. Thăm tặng quà chúc Tết cán bộ viên chức tại Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ, đoàn công tác cũng tặng quỹ vì người nghèo huyện Tiên Lữ số tiền 20 triệu đồng. Hôm nay các địa phương đã đồng loạt tổ chức lễ đón nhận quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Cùng tham gia đón nhận có các doanh nghiệp, các đơn vị hướng nghiệp, dạy nghề, đến tư vấn, giới thiệu và tuyển dụng lao động. Sau 2 năm rèn luyện trong quân ngũ, hôm nay các quân nhân trở về địa phương với niềm vinh dự, tự hào. Các quân nhân đã trở nên rắn giỏi, chín chắn, trưởng thành hơn nhiều. Với sự chào đón trang trọng nồng nhiệt của địa phương và gia đình, càng tiếp thêm cho quân nhân sức mạnh, sự tự tin, làm hành trang bước vào cuộc sống mới. Rèn luyện được thể chất con người, tính cách, rèn luyện về cách ăn ở, về môi trường sống của mình nữa, thì rất là nhiều, rất tốt cho mình. Tôi cũng cảm thấy rất là vui vì cống hiến một phần tuổi trẻ của mình cho Tổ quốc. Dự kiến của tôi là tôi sẽ đi tìm việc làm với cái ngành nghề mà tôi đã được học, công nghệ thông tin. Sau khi tôi xuất ngũ, tôi sẽ sử dụng cái thẻ học nghề của mình, chọn một ngành nghề nào đó phù hợp với bản thân mình, tìm một công ty hay là công việc nào đó phù hợp với mình để phát triển. Thì trở về địa phương tiếp tục học tập và rèn luyện và tham gia các hoạt động mà địa phương. 10 huyện thị xã thành phố tổ chức lễ đón hơn 1.400 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Các quân nhân báo cáo quá trình học tập rèn luyện, những thành tích đạt được, nhiều doanh nghiệp, các đơn vị hướng nghiệp dạy nghề đã đến gặp gỡ giới thiệu, tư vấn, sẵn sàng đón nhận các quân nhân vào làm việc. Tôi đến đây với mục đích là định hướng cho các bạn bộ đội xuất ngũ để các bạn ấy có những cái chương trình đi xuất khẩu lao động hoặc là đi du học. Các bạn ấy có nhu cầu thì sẽ đến tận nhà để tư vấn. Trong những năm qua thì công ty chúng tôi luôn tuyển chọn các quân nhân xuất ngũ. Trong cái thời gian tới là công ty cũng muốn tiếp nhận các đồng chí quân nhân xuất ngũ về làm việc tại công ty và sẽ bố trí công việc phù hợp để cho các đồng chí phát huy được các cái sáng kiến. Đại diện chính quyền các địa phương, các ngành đoàn thể ghi nhận biểu dương những đóng góp của các quân nhân vào công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các quân nhân trở về địa phương tiếp tục mang sức trẻ, trí tuệ của mình để góp sức xây dựng quê hương. Cùng với đó, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc cần. Nhân dịp này, nhiều chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác tại đơn vị đã được tặng giấy khen. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nhận mặt bằng sạch, nhà thầu thi công dự án cải tạo nâng cấp đường DH72 qua địa bàn xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ đã tập trung máy móc thi công đảm bảo đưa công trình vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn một tuần. Nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phương đã thi công hai điểm có mặt bằng sạch với tổng chiều dài là 1,6 km, trong đó có hai đoạn gồm nút giao quốc lộ 39A đến thôn Nội Lăng và một đoạn tại thôn Lê Bãi, xã Thủ Sĩ. Nhờ tập trung máy móc nên việc thi công nhanh, chỉ trong 3 ngày nhà thầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng khai thác, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Được biết, đường được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp 4 đồng bằng, mặt đường thảm bê tông nhựa đường, lòng đường rộng từ 7 đến 9 mét, hai bên đường có cống thoát nước mặt. Hiện thôn Lê Bãi và một phần thôn Nội Lăng, xã Thủ Sĩ và địa phận xã An Viên, nhiều điểm người dân chưa hiến đất nên nhà thầu chưa có mặt bằng sạch để thi công. Tuyến đường này thì thật ra các hạng mục chính thì nhà thầu đã làm tương đối là hoàn thiện rồi. Còn cái phần mà rãnh hai bên mà chỉnh trang các thứ lại thì chắc chắn là trước Tết, để làm sao mà trong cái Tết, lễ Tết âm lịch này bà con có đường đẹp để đi trong Tết. Tại vì cái tuyến này là không có tiền giải phóng mặt bằng mà là toàn vận động người dân thôi. Nếu mà mặt bằng có sớm thì nhà thầu trong 6 tháng đầu năm là nhà thầu thi công xong cái tuyến còn lại. Huyện Ân Thi vừa chi trả tiền bồi thường thu hồi đất và chính sách hỗ trợ để thực hiện giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị phía đông nam thị trấn Ân Thi. Dự án có vị trí tại thôn Bình Trì với tổng diện tích hơn 99.000 m2.
Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện đã chi trả cho 76 hộ với số tiền trên 29 tỷ đồng, trong đó gồm tiền đất, thưởng tiến độ thu hồi đất. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày Tết này, nhiều sản vật nổi tiếng của Hưng Yên đã được các thương lái ở mọi miền đất nước bao tiêu, vận chuyển, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân. Một trong những nông sản nổi tiếng đã hiện diện trong các gia đình mỗi khi Tết đến xuân về là quất cảnh Văn Giang. Điều đáng nói là quất bưởi Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã vượt muôn trùng sóng đến các gia đình ở các đảo tiền tiêu của Tổ quốc, trong đó có huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trong bạt ngàn màu xanh bởi những cánh đồng trồng tỏi, đến huyện đảo Lý Sơn vào những ngày này, có thể dễ dàng gặp những khu trưng bày quất và bưởi cảnh Văn Giang được các thương lái vận chuyển ra đây để phục vụ các ngư dân chơi Tết. Năm nay thì em đi ra ngày Bắc, em ra tận Hưng Yên là em lấy quất với bưởi ở Hưng Yên về để bán Tết cho bà con ở trong Lý Sơn thử chơi, thử cái quất ở ngoài đó, thử có chuộng hay không. Tại Hưng Yên là nếu mà giá gốc á, thì tầm cây này là nó khoảng trên dưới 1 triệu, nhưng mà tiền vận chuyển là nó cao. Ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn có thói quen vươn buồm ra khơi đánh bắt cá vào những ngày Tết Nguyên Đán. Vì thế bà con thường tổ chức ăn Tết sớm. Hôm nay, anh Phạm Văn Phú đã đi chọn cho mình một cây quất Văn Giang để đem về cùng gia đình đón xuân với mong muốn cầu cho trời yên biển lặng, gặp được nhiều luồng cá lớn. Cũng thấy năm nay cũng như quất Hưng Yên nó cũng lạ, cũng cố gắng cũng kiếm một cây về để mình chơi Tết. Quất Hưng Yên thì nó cũng rất là đẹp, trái nó nhỏ nhưng mà nó đều trái, nhưng mà ở đây thì họ cũng thích là cũng như nó mới mẻ mới đem về đó. Dạ, cho nên anh em cũng đi xem để kiếm cây gì chân tết chai cho nó vui. Như vậy, từ những bàn tay khối óc của những người nông dân Văn Giang cẩn mẫn, hoa trái Hưng Yên đã đến với muôn nhà ở mọi miền Tổ quốc, trong đó có các ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn, góp thêm sắc xuân để ngư dân vui xuân đón Tết, vững tin bảo vệ biển trời quê hương. Sáng nay diễn ra lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đồng thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm. Thông qua Hội khỏe Phù Đồng, thành phố Hưng Yên tuyển chọn và bồi dưỡng những vận động viên xuất sắc chuẩn bị lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đồng cấp tỉnh. Với khẩu hiệu khỏe để học tập, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội khỏe Phù Đồng thành phố Hưng Yên lần thứ 11 năm 2024 có 25 đơn vị là các trường tiểu học và trung học cơ sở tham gia tranh tài ở 5 môn: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, điền kinh và cờ vua. Lễ khai mạc kết thúc ấn tượng bằng màn đồng diễn thể thao và biểu diễn võ thuật của gần 500 em học sinh. Khai mạc Hội khỏe Phù Đồng thị xã Mỹ Hào năm 2024, trên 1.200 em học sinh tham gia diễu hành biểu dương lực lượng và đồng diễn aerobic võ thuật, các bài múa thể dục nhịp điệu với tiêu chí khỏe để học tập tốt, khỏe để xây dựng và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Tham gia Hội khỏe Phù Đồng thị xã năm 2024, các vận động viên thi đấu 5 môn chính thức gồm điền kinh, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ vua. Thông qua Hội khỏe Phù Đồng cũng tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao tiếp tục bồi dưỡng tập luyện để tham gia các giải thể dục thể thao các cấp trong thời gian tới. Hội khỏe Phù Đồng huyện Văn Lâm có sự tham gia diễu hành biểu dương lực lượng của 21 khối trường tiểu học, trường trung học cơ sở, khối vận động viên, khối trọng tài cùng các màn đồng diễn thể dục nhịp điệu aerobic, võ cổ truyền, xếp hình, xếp chữ Hội khỏe Phù Đồng 2024 của 1.500 em học sinh. Hội khỏe Phù Đồng lần thứ 6 năm 2024 của huyện Văn Lâm với 5 nội dung thi đấu bao gồm điền kinh, cầu lông, bóng bàn, cờ vua và bóng đá. Hôm qua ngày 29 tháng 1 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Trờ, sinh năm 1964, trú tại thôn Hướng Đạo, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, về tội sản xuất, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ năm 2020 đến tháng 11 năm 2023, Phạm Văn Trờ quản lý và sử dụng tài khoản Facebook Trờ Phạm Văn và Nguyễn Minh Tân để live stream, chia sẻ nhiều video bôi nhọ Đảng, Nhà nước và xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả trưng cầu giám định đã xác định các video do đối tượng Phạm Văn Trờ đăng tải trên mạng xã hội có nội dung âm thanh, hình ảnh mang tính chất tuyên truyền, thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phỉ báng chính quyền nhân dân, kích động kêu gọi chống đối Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, xúc phạm lãnh tụ, vi phạm điều 16 Luật An ninh mạng,
Tại cơ quan điều tra, chờ thừa nhận các tội danh trên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.